cả bà con, chúc bà con mình một buổi sáng tốt lành nhé. Và sáng hôm nay em Thoa đang có mặt ở đây chính là cơ sở 3 của trại cá giống Trường Phát, để trực tiếp cho bà con mình cùng xem chuyến xuất hàng trong buổi sáng hôm nay của trại. Và giờ này nếu như bà con mình ai đang ăn sáng và cà phê thì vào livestream trực tiếp với em ngay bây giờ để em quay cho bà con mình cùng xem chuyến xuất hàng trong sáng hôm nay của trại cá giống Trường Phát nhé. Đây, và đây là khu vực lên hàng của trại. Bây giờ em sẽ tiến vào với khu vực lên hàng để quay trực tiếp cho bà con mình cùng xem chuyến cá bớp được xuất về cho bà con trong buổi chiều hôm nay nhé. Bây giờ cùng với em đi vào xem hoạt động lên hàng nè. Đây, thưa bà con, hai chuyến xe trong buổi sáng hôm nay của trại toàn bộ đều là cá bớp giống đạt size từ 11-12cm, 12-13cm. Nên giờ này nếu như bà con mình đang có thời gian rảnh, vào xem trực tiếp với em để có thể quan sát được các con giống của trại và đặc biệt là chuyến hàng trong buổi sáng hôm nay xuất về cho bà con ạ. Đây, và đây là hoạt động lên hàng trong buổi sáng hôm nay của trại bà con nhé. Cá bớp giống trong buổi sáng hôm nay đang được ươm ở đây chính là ao 1 của cơ sở 3. Và giờ kia cả anh chị kỹ thuật đang thun những chiếc lồng lại để chuẩn bị đưa những con giống lên xe trước khi giao về cho bà con của mình. Đi không có người. Thưa bà con, em đang quay trực tiếp cho bà con mình cùng xem đó là cá bớp giống đạt size từ 11-12cm. Bà con chuẩn bị thả giống cá bớp và xem livestream trực tiếp với em nhé. Hiện tại thì trại đang có số lượng rất là nhiều và đủ các kích cỡ khác nhau từ 10-13cm. Bà con chuẩn bị thả giống cá bớp, alo ngay cho em qua số điện thoại 0978182284 hoặc số điện thoại của Huyên đó là 0905252284. Bên em sẽ giao tận nơi những con giống mà bà con đã đặt hàng nhé. Còn đây là cả hai chuyến xe cá bớp sáng hôm nay trại sẽ xuất về với bà con của mình để bà con bắt đầu một vụ nuôi mới đấy ạ. Bà con cùng đợi với em trong ít phút nữa, cứ sau mỗi chuyến xe mà các anh chị kỹ thuật di chuyển lên thì em sẽ quay cho bà con được quan sát kỹ rõ những con giống đó nhé. Đây chính là khung cảnh lên hàng buổi sáng tại trại cá giống Trường Phát, ở đây là cơ sở 3. Em chào anh Tý Nguyễn nhé. Dạ, về cái vấn đề mà anh nói là buôn chuyên và mua cá nhỏ trại khác về để gieo thì hiện tại bên em đang có một cơ sở sản xuất đó là cơ sở 4. Nếu như mà anh không tin tưởng cá của trại làm ra thì anh cứ tới tại trại để có thể quan sát được cả quá trình sản xuất của trại nhé. Còn về mua cá lại thì nếu như những trường hợp mà bên em không đủ cá, không có cá để cung ứng cho bà con thì em vẫn thành thật với bà con là sẽ lấy lại những lô cá đẹp của những anh em đang làm để cấp cho bà con mình để bà con kịp cho một vùng nuôi ạ. Còn em đang có số lượng cá bớp rất là nhiều, từ nhỏ đến lớn, size từ 1cm hoặc là thạt trứng đều có cá đấy ạ. Đây, còn đây là những số cá bớp đã được bà con mình đặt hàng trong buổi sáng hôm nay để đưa về cho bà con nhé. Dạ, anh lấy đi. Có không? Thank you.
Đây chỉ là những số cá cho chuyến xe đầu tiên. Sau khi lên lần lượt của xe đầu tiên đã xong thì bên em sẽ tiến hành lên xe thứ hai. Đến khi nào đủ lượng mà bà con mình đã đặt hàng thì xe hai xe bên em sẽ lăn bánh và giao những con giống về tới nơi để bà con mình bắt đầu một vụ nuôi mới ạ. Còn đây chỉ là khu vực ương bà con nhé. Ở cơ sở 2, cơ sở 3 là cơ sở ương giống của bên em. Thế những con giống sau khi sản xuất ở cơ sở 4 sẽ được đưa về khu vực này. Nếu như có thời gian thì trong ngày hôm nay hoặc ngày mai em sẽ tới tại trại cơ sở ương để quay trực tiếp cho bà con mình cùng xem. Cơ sở sản xuất để quay cho bà con mình cùng xem nhé. Dạ thì như em có nói với anh đấy, thì những cái nếu như trường hợp mà bên trại hết giống hoặc là không đủ size như bà con mình yêu cầu thì em vẫn nói với bà con là em sẽ lấy cá lai của những trại uy tín chất lượng mà liên kết làm ăn với trại Trường Phạt trước giờ thì để cung cấp cho bà con mình để bà con bắt đầu cho một vụ nuôi kịp với thời vụ đấy ạ. Còn những loài cá mà trại có sẵn, trại sản xuất được và cá đẹp khỏe thì bên em vẫn sản xuất anh nhé. Ở em đang có cơ sở đó là cơ sở 4 chuyên sản xuất tất cả các loài cá giống tại đó. Nếu như mà có thời gian rảnh thì anh vào trại cùng tham quan với em ha. Em xin chào anh Ngô Văn Minh nhé. Chúc anh một buổi sáng tốt lành ạ. Thưa bà con thì lần lượt từng số cá đang được các anh chị kỹ thuật di chuyển từ ao ương để đưa lên xe trước khi vận chuyển về cho bà con của mình. Đây là những số cá bớm đã được di chuyển vào. Size cá này là size cá 11cm bà con ha. Em chào anh Tý nhé. Thì cá chim hiện tại trại cá giống Trường Phạt vẫn sản xuất được nhưng không đủ lượng để cung ứng với thị trường thì bên em vẫn liên hệ với những trại uy tín chất lượng để có thể lấy lại được số lượng và cung cấp cho bà con để bà con kịp vùng nuôi đấy ạ. Chứ bên em vẫn đang sản xuất cá chim anh nhé. Vì hiện tại là lượng hàng mà bà con yêu cầu của trại khá là nhiều và trại vẫn chưa đủ để cung ứng được tất cả 100%. Nên bên em vẫn có liên kết với những trại làm ăn uy tín chất lượng từ trước tới giờ mà liên doanh với trại để lấy lại cho bà con của mình á. Đây là hai chuyến xe hàng. Thì những chiếc xe tải này sẽ đưa những con giống từ trại cá giống Trường Phát đến mọi miền của Tổ quốc. Chỉ cần ở đâu bà con đặt hàng, số lượng bao nhiêu, bên em cũng cố gắng vận chuyển về tới nơi cho bà con của mình để bà con kịp cho mùa vụ mới ạ. Thank you.
Em chào anh Quang Quang Tấn nhá, chúc em một buổi sáng tốt lành ạ. Thì sáng hôm nay em chỉ trực tiếp cho bà con mình cùng xem một đoạn ngắn về quá trình lên hàng của trại. Và sau khi lên đủ hai xe thì bên em sẽ tiến hành giao những con giống về cho bà con của mình. Còn bây giờ em xin kết thúc livestream trong buổi sáng hôm nay tại đây. Cảm ơn bà con đã theo dõi livestream cùng với em nhé. Và hẹn gặp bà con ở những buổi livestream tiếp theo ạ.